Rồi, alo, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Văn Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau chơi For Now New Vegas tiếp. Nói chung là có một bạn khá là thích cái series này của mình. Cho nên là thôi ok, cũng không sao cả. Mình chơi mỗi ngày cái series này, mỗi ngày một tập cũng được, không sao. Mình sợ một số bạn ngán cái series này thôi, nhưng mà có người đã yêu thích tới vậy thì mình cũng sẵn lòng mà đáp lại thôi các bạn nha. Rồi, nếu các bạn có nghe tiếng mưa thì đó là Sài Gòn đang mưa, chứ không phải mưa trong game nha. Trong game này mà mưa là chắc là mình nghỉ, tại vì sao mưa trong game này là mưa phóng xạ. Rồi ok, vừa vô là có địch rồi. Ây da, sao số cái số tụi nó nhỏ dữ vậy ta, mà không biết địch này là địch gì nhỉ. À, ra là cái con này, mấy con chuột. À, thế thì cảm ơn cho anh test súng một cái. Ví dụ các bạn không có cây tiểu liên này chơi rất sướng luôn, nó là một trong những cây súng liên tanh đầu tiên mà các bạn có. Có cây 10 ly nữa, nhưng mà có điều cây 10 ly thì các bạn chắc cũng phải biết rồi đó. Cái đạn 10 ly thì nó mắc, mà cây 10 ly nó cũng mắc, sửa một cái muốn chết luôn, mà sát thương nó cũng không cao hơn là bao nhiêu. Cao thì có cao, nhưng mà cao không có đáng kể. Nè, mình có cảm giác cây đó tốc độ bắn nó chậm hơn nữa. Cây này nó lấy tốc độ bắn nhanh áp chế đối phương, mà mốt mình còn nâng cấp cho tốc độ nó bắn nó nhanh hơn nữa cơ. Nó không có giảm độ chính xác, cái đó là cái điều đáng mừng. Mà mình có thêm cái ổ đạn bự nữa là càng sướng, bắn lúc đó là 60 mấy viên cùng lúc luôn, quá đã, giờ là 30 viên nha. Lưu ý các bạn là ngoài đạn thường mình có đạn bi cộng với đạn HP nữa nha, nhưng mà có điều đạn đó, mấy cái đạn đó là đạn hiếm. Thành ra là giờ mình dùng đạn này là chủ yếu. Trước khi đi tới đây nó có một cái mấy hãng cướp chỗ này nè, mà mấy hãng này có vũ khí xịn lắm. Đó, bắn áp chế nó ngay. Đó, các bạn thấy mấy cái súng này lợi không? À, trong cái thế giới mà toàn người dùng súng hàng này, nó chơi nó cầm dao nó chém mà thấy nó dở rồi. Rồi thôi, uống miếng máu đã. Game này thì nó không có cơ chế nạp máu nhanh. Qua phần 4 nó mới có phím tắt nha, phần này chưa có nha các bạn. Rồi đây, cây súng 10 ly nữa đây. Khá là hên. Rồi ok, có một số bạn gọi vui mình là Lâm Ve Chai rồi, thì ok, Lâm Ve Chai xin chào tất cả các bạn. Sao cả trong cái thế giới này ai chẳng đi nhặt ve chai sống qua ngày. Hậu tận thế mà, có đồ để xài là mừng lắm rồi. Nhân vật này vẫn tên là Trúc Anh các bạn nhé, nhưng mà có điều là các bạn thích gọi là Lâm Ve Chai thì cứ tự nhiên. Bạn nào ở miền Bắc thì hình như sẽ gọi mình là Lâm Đồng Nát thì phải. Ở đây thì chúng ta gọi là ở miền Nam mình gọi là ve chai, nhưng mà hình như ở miền Bắc thì nó gọi là đồng nát. Thì thôi, ấy trời, có mền đâu, mấy hạng cướp thì kinh đấy. Kinh. Rồi, wow trời. Mền đâu nhiều vậy? Wow, khoan. Ồ, tiêu hết mấy cái đống tàu bát của tôi. Nút Coca-Cola đâu? Trái cây đâu? Ăn thêm này vô nữa. Chà nhào vô chém thật à. Rồi đây, bị thương rồi nó sẽ giảm cái độ chính xác của chúng ta. À, cầm cái cây này quất mình các bạn. Hình như không phải mì mà là có thằng đang cầm phóng lũ. Ủa, hình như mình giật nhầm cái mắt kiến của nó. Cái nón thì thôi cảm ơn, tôi không cần. Tôi có cái nón cao bồi ngon hơn. Rồi đây. Nó bắn không lại mình các bạn. Nói chung là có cái chiêu là đứng cái thời gian lại để ăn đồ kiểu này thì quá ngon rồi. Chơi For Now với Skyrim nó sướng cho đó. Thêm cái cơ chế bắn này nữa thì phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Rồi xong. Ủa vậy cái thằng cầm phóng lũ nó ở đâu? Hay là nãy mình đạp miền thầm... À đây, ủa đây con chuột. Rồi chú, mày đặt vô ai? Được rồi, làm nó kiếm được thêm miếng thịt chuột. Ủa vậy là cái hồi nãy là có... Hoặc là hồi nãy nó ném thuốc nổ mình. Hoặc là cái thằng... Tại vì nếu mà dù là nó hết đạn thì vẫn phải có một thằng nào đó cầm cây phóng lũ mới đúng. Có thiếu mình lốt thiếu cái xác nào không ta? Tính mình loot. Nó chơi với nếu mà nói về cái kiểu loot thì chị Trang Doran loot còn hơn cả mình cơ.
ve chai chúa luôn mà mình là ve chai thợ thôi. Nói chung chơi mấy cái game này mà không lút thì biết sống bằng gì hả các bạn. Mà nó chơi chứ hình như mình có cả trong ghé ít khi nào thấy mấy thằng NPC nó lút lắm nha. Có nhưng mà ít. Hồi nãy nếu mà nhớ các bạn nhớ tập trước không, đúng theo lý thuyết là lúc này là cái việc thu thập nó rất quan trọng, lút rất quan trọng luôn. Mà cái tụi thương nhân với mấy thằng lính nó bắn cái tụi Lê Dương xong á, nó bỏ độ luôn, nó thèm lấy mình lại mình lút, nó không nói tiếng nào luôn. Đúng lý là thằng nào bắn xong nó lút mình lại, mình ăn mình lại, mình lút ké giống kiểu đó là nó phải là ghét mình lắm luôn á, hoặc là nó sẽ bắn mình luôn vì mình dám lút đồ của nó. Nhưng mà nó lại không có bất cứ một cái phản ứng nào cả. Rồi ok, nó đi lục thùng rác thấy tội luôn, chịu thôi biết sao giờ, ngủ giấc cho khỏe người đã. À cái kè harmonica có mấy cái này đem bán cũng có tiền lắm. Rồi đây, rồi có mấy ông thương nhân đi ngang qua, không biết phải là mấy ông hồi nãy hay không, tại có hai người mà nó cái đội nãy đông hơn. Ơi ơi chị ơi, chị ơi, ôi, thương nhân mà cầm 10 ly luôn chứ. Hình như đây là thương nhân chúng ta đã gặp rồi. Ôi trời, lộng người, lộng người. Ủa à, người này người mới nè. Chúng hai người này đi. À đây 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 đây. Ôi trời ơi em mừng quá. Đây đây mười, mấy cây 10 ly ở đây có nhiều lắm đây này. Mừng quá em gặp anh đây. Rồi mấy cây này không phải của mình thì mình bán. Cái này trừ thông minh thì chúng ta bán đi. Ăn vô miếng mà bị giảm thông minh thì ngu gì, nhưng ngu sao ăn. Bất lâu bất quá mới ăn thôi chứ còn không thì nhận. Có thể đốc cái đốc tôi bán nó quan trọng chưa, nãy không có đốc tôi bán là mình khỏi chiến đấu luôn. Mình chiến đấu hiệu quả là nhờ cái đốc tôi bán á, với lại có cái xin bắt mua bơm máu vô nhanh nữa, nhưng mà hạn chế dùng mấy cái đó. Đây cây harmonica đây, đây con dao. Ồ oh, có cái súng này nữa nè, vừa bán luôn đi. Cái dây da Max X thì bán. Cái Mantrap bán luôn. Rồi thôi mấy cái kia từ từ lên kia bán. Giờ coi ông này có cái gì đã. Đạn Magnum, đạn này ta không cần. Đạn 20, nhưng mà đây không phải là đạn chuẩn. À đạn này chống robo nè, nhưng mà từ từ mình chưa cần đạn chống robo tại vì chưa có tiền để mua. Đây, mấy thằng này nó bán đạn lụ nhiều ghê ta. Mình thắc mắc là mấy thằng thương nhân này nó kiếm đạn lụ ở đâu ra đó. Nói chung là ưu tiên đạn lụ thôi, tại cái đạn shotgun mà bắn để bắn robo nó cũng không ngon lắm. Trời ơi, đạn mà có mấy viên để mua rồi hơi buồn. À đây, đây đạn 9 ly nè, ngon. Cái này thôi cảm ơn, không cần. Dog meat, trời ơi thịt chó. Đúng là đến cái đoạn này là thịt chó cũng phải sơi các bạn. Trời đất, cái lưỡi kiếm katana. Trời đất, ông thương nhân nào trong game này cũng có đạn này ta. Ông nào cũng có mấy món vũ khí hạt nhân ở trong người. Mình thật sự nghĩ là không biết cái chính quyền trong game này nó quản lý kiểu gì luôn á. Ồ, một cây súng trường laser khá là kinh. Rồi ok, rồi mình xin lại cái súng laser vậy. Rồi ok, cảm ơn anh nha. À, bấm nhầm nút các bạn, xin lỗi. Mình bấm nhầm nút E. Hình như mình nhớ có mấy thằng Lê Dương nó trốn bên đây, phải dụ dụ nó về đây cho mấy thằng NKR nó bắn. Hình như hên xui thì nó xuất hiện tùy thời điểm. Bây giờ Lê Dương nó thấy mình thì nó cũng không bắn đâu, tại vì mình nó chưa phải là kẻ thù. Đây nó ngay kia kìa. Có mấy thằng Lê Dương đứng đây thì khả năng cao là có nè, về cơ bản nó không làm gì mình hết. Nếu mình nói chuyện nó được không ta? À nó không nói chuyện với mình các bạn. Không nói chuyện thôi, làm gì căng. Rồi đi đường này thử coi, bình thường mà đi đường kia nhiều rồi. Không biết có bắn nhau không, để lại hôi tiếp. Coi nó đi đường nào.
Mình nhớ là tụi này nó hay có giao tranh ở đây lắm. Mình đứng mình me me thử coi nó có đi lại gần đây không. Có, mình tuy kêu tụi NKR ra. Về cơ bản thì mình chưa phải là kẻ thù của phe Lê Dương. À, nó đang đi lại gần nè. Vấn đề là phải có thằng NKR nào đứng đây mới được. Cái trạm này là một cái trạm gác của tụi NKR nè, mà nói chuyện là mình không nghĩ là bốn thằng mà dám vô đánh cái đồn mày đâu. Muốn đánh mà cái đồn ập vô cậu cũng phải một trung đội chứ, đi có mấy thằng giống vậy, như là phải vài chục người, 40-50 người mới nhào vô đánh cái đồn giống vậy được chứ. Nói thiệt các bạn, chứ mà giờ cho mình một đội chừng 6 người kêu mình ập vô đánh một cái đồn mình chả dám. Ê mấy anh NKR ơi, có anh nào ở đây không? Tụi Lê Dương nó tới nè. Mấy anh ơi, tụi Lê Dương nó tới kìa, em tới đây em thông báo. Có anh nào ở đây không? Thật ra sẵn tiện. Đây đây, kêu nó vậy. Ủa, cho lấy hả? Cảm ơn. Ôi mấy anh này tốt bụng ghê ta. Hả? À, hỏi mình bị lạc không, tưởng mình lấy đồ đó nó giận. À, cho lấy thì thằng em cảm ơn. Em đem lên kia em bán. Tụi Lê Dương nó tới kìa chị ơi. Ủa mấy thằng Lê Dương đâu rồi? Chắc nó đi rồi, mình lại mình kêu con kia thức dậy chắc buổi tối buổi sáng nó mới đánh. Tại bình thường mấy lần tới đây mà mình có giao chiến là do là tụi nó có đứng ở đây, nó đứng nó gác còn ở đây chứ nó ngủ rồi, tính chơi ăn thôi. Mấy anh Lê Dương à, nó quay đầu nó đi rồi. Rồi à, nó không chịu quay lại đâu các bạn. Rồi thôi, không chiến thì thôi. Mình thử cái âm thanh tí các bạn. Rồi không chiến thì thôi. Rồi mấy thằng Lê Dương nó tính ra cũng khôn á. Bốn thằng thì không nên đánh một cái đồ, mặc dù cái đồ này hình như cũng có một đứa gác à. Cầm cái tiểu liên này thích hơn cây sạch ganh các bạn, tại vì nó bắn liên thanh được. Thật ra mình cầm cái súng tiêu chuẩn của NKR cũng được, nhưng mà tại cái tiêu chuẩn đó mình chưa nâng cấp. Súng mình cũng hư một chút rồi đó. Trong game này chỉ có 2 điểm sửa chữa thôi, nên mình hiện giờ mình tìm được mới có 2 điểm. Một là cái chỗ cái thằng thiếu tá hiệp sĩ á, với lại một cái chỗ cái bãi phế liệu của cái bà gần đây này, mà chỉ có thằng thiếu tá phế liệu kia nó mới sửa mát được thôi. Bà này sửa tới 8 mấy gì hết, mà như bà chỉ sửa được một số món thôi nha, chứ không phải cái gì cũng sửa được đâu. Ở đây hình như có thêm một chỗ này, có 2 chỗ để trao đổi luôn, nhưng mà chỉ có cái ông kia là ổng hồi thôi, thằng này là nó bán xong rồi nó không có hồi. Rồi chúng ta đến Novak rồi các bạn. Chủ là con nhỏ này phải. À, what can I do for you? À, chủ là bà bác sĩ cơ. À, vậy là chúng ta biết thêm một người bác sĩ nữa. Bà này là ba chuyên bán thuốc. À đây bà bán cái Dr. Bass nè, đây em xin. Dr. Bass là em rất cần luôn. Ồ, bà này bà cũng có bán đạn năng lượng rồi đủ thứ chứ. Cái Rad-X nè, rồi Rad-Away nè em xin. Steam Bass luôn. Nước sạch nữa. Rồi thôi cắm ở đó. Mấy cái này thấy là hốt ngay, là chúng ta rất cần các bạn. 100 cáp để chữa ha. Cái Rad mình chưa cần, thành ra thôi chưa 100 nhiều quá. Mình tự chữa cũng được. Đây nhớ còn một thằng thương nhân nữa bà ta. À đây. Hey there. Đây, nhưng mà giờ còn gì để bán hay không? Nhìn nãy coi đi trên xuống rồi, giờ coi đi dưới lên đi. Đây có này nè. Cây 10 ly của mình giờ đạn nó quá trời luôn.
cái shotgun của mình, cây súng trường tiêu chuẩn của mình. Đây. Đây đồ ăn có rát nè. Kim loại bán tương đối được giá tại mình nâng cái buôn bán, chứ bình thường được có không chấm. À đây là cây súng laser của mình. Đây. Cái dao kim loại. Nãy lút được miếng giờ có cái bán. Ở đây hình như toàn mấy món đồ có giá thôi. Rồi mình hết rồi. Được có nhiêu đây à, để coi bà này nó bán cái gì mình lại mình hốt coi được không. Nó bán 308 này mà mình chưa có súng 308. Đạn 10 ly á, thôi hốt luôn đi, lát có gì biết đâu cần. Đó, trời, có bán ở đây đạn shotgun ngon. Đạn 25 mẹ không cần cho em, đạn 40 nè. Đây, thấy đạn 40 thì cứ hốt. Đạn lụ 40 thì cứ hốt nha, còn đạn shotgun 40 thì từ từ không dùng cũng không sao. Đây đạn 9 ly nữa nè. Ô cha, cái bà này mới bắn. À cái này là nâng cho cái súng. Mình này đang cần nâng cho cây tiểu liên cơ chứ không phải nâng cái này. Bà này bắn nâng cho mấy cái cưa không ta. Nước dơ thôi, nước dùng xài không cần. Trời đất, lại đồ búp cho cây katana nữa. Thời đại nào mà đi cầm katana chém nhau, thời samurai hết rồi. Muốn thì vô cho samurai 2 shogun mà chơi, chứ vô cái thế giới này mà cầm katana chém nhau là dở rồi. Rồi ok, hình như tới đây là mình sẽ vô nói chuyện với bà này trước thì phải. Well, welcome. Cứ nói chuyện với bà này, chúng ta lấy thông tin trước. Tới đó lên nói chuyện với thằng kia ở đây có nhiệm vụ, mình sẽ đón cái thằng bạn mình về. Rồi mới coi bà này bà đi đâu. Bà đi ra ngoài thì mình ráng mình mới lút đồ của bà được. Lút là lút cái kho. À cái này cho lấy hả? À cái này cho lấy thì cảm ơn. Nhưng mà vấn đề là mình cần cái kho này thế này. Cái này chưa lút được. À bà quét nhà. Rồi về chưa được rồi. Phải đợi tối bà về rồi mới được. Rồi đây. Chúng ta đi lên lầu. Ở đây có một ông bán hàng nhưng mà phải hình như phải 9 giờ ông mới ổng mới mở cửa hay sao ấy. À đây có ổng đây rồi, nhưng mà từ từ mình lên trên này mình nói chuyện trước đã. À đây thằng Bon đây nè. Mừng quá. Vậy là thằng Vegas nó đang dưới kia. Đây chúng ta có được cái kêu nói chuyện rồi. Không cần phải đọc nhiều đâu, tại cái này tập trước mình chơi rồi, thành ra giờ mình bấm và các bạn ơi coi tập trước rồi đàn nó gửi mình cái nó là bây giờ mình đi điều tra giùm nó. Làm được là cái thằng này nó sẽ về với mình. Nó thành companion, nó là cái thằng companion mà có thể nói là một trong những thằng lợi hại nhất á. Welcome to the Dino Bite. Ông này ổng còn bán đồ lưu niệm hay gì đó. Rồi thôi được rồi, mình chỉ cần coi kho của ổng thôi. Này ổng chưa có nhiều đồ lắm nha. Cái phụ kiện cho cây 357 này khá là dễ kiếm. Ông này có khá nhiều đạn 10 nhưng mà thôi giờ đạn 10 nhiều lắm rồi. Giờ đạn shotgun nè là chủ yếu. Rồi đạn 5.56 là chủ yếu thôi. Đây. Đạn 5.56, đạn cái bộ nâng cấp mà giờ hết tiền rồi. Đây cái băng đạn đây, mừng quá. Rồi thôi cái này chưa cần đâu tại nhiều lắm rồi. Đây. À, hơi đạn này không xài bán ổng đi. Đạn Magnum ta cũng không xài nè. Rồi không sao, lên lấy lại, lên mua lại. Đây cho coi như trao đổi. Cái nào mình xài mình mua. Cái nào không xài đem bán. Tại một số đại đạn nó không có cân nặng thì mình đem trao đổi thôi. Đạn 308 thì chắc trong tương lai sẽ xài. Rồi đạn 12 thì đem bán nè. Đạn 12 mình không có xài. Chà đạn lụ giờ mình quá trời quá đất luôn. Đạn 9 thì tất nhiên là mình dùng rồi. Hay chà. Giờ còn cái gì đâu nữa mà bán. À cái battery mình bán được nè.
Hết rồi, giờ không còn gì để bán hết, thiếu một chút đỉnh. Rồi thôi tạm bớt cái đạn shotgun lại đi. Không đủ luôn hả? Vậy trả lại cái đạn này, vẫn thiếu một miếng. Rồi thôi, thiếu một chút nữa, trời ơi. Rồi trả cái này đi, mình giữ lại chút tiền dành túi. Thấy bộ nâng cấp là không bỏ được các bạn, tại vì nó sẽ mất. Rồi để coi vũ khí cây chính ly của mình đây, bóp ít để mod rồi gắn vô. Đây đó, có cây băng đây, có ổ đạn tròn rồi. Bây giờ mình quay lại mình hỏi bà kia, tại mình biết cái gì, mình đã biết cái thủ phạm của cái việc thằng vợ con thằng Bo nó mất tích là ai rồi các bạn. Là bà này bà bán vợ con thằng đó cho tụi Lê Dương á. Bà nói gì kệ đó, mình biết thủ phạm là ai rồi. Bên cạnh đó thì mình lần theo dấu. Rồi mình đi kiếm thằng Vegas nè, thằng đó mới là cái thằng nó sẽ chỉ mình. À rồi cái đó thì thôi khỏi. Rồi. Watch out for giờ phải đợi tới tối đó, bây giờ mấy giờ rồi? Chết mồ đang sáng. Rồi mình đi kiếm thằng Vegas. Thằng Vegas nếu mình không làm thì bây giờ nó đang ở trong phòng nó. Cái chỗ này là có hai thằng đứng bảo vệ, là một thằng Vegas, hai thằng Bon. What's going on, man? Mình có thể giết thằng này để thông tin cũng được. Nhưng mà lần trước mình giết nó rồi, lần này mình muốn làm nhiệm vụ cho nó hơn. Để coi nào. Đây mình mới quăng. Rồi để coi mình nói gì với thằng này giờ để thuyết phục nó là ta. À rồi. À đây là nó mới bắt đầu nó yêu cầu mình cái làm cái vụ đi dẹp cái tụi kia nè. Bây giờ mình có thể bắn thằng này để mà mình lấy lấy thông tin cũng được, nhưng mà mình giờ bữa lần này thì mình sẽ muốn làm cái nhiệm vụ này. Nhiệm vụ này hơi khó làm, mình có đồng đội đi thì dễ hơn. Rồi. Rồi thôi bây giờ mình ngủ một giấc tới tối vậy. Đợi bà kia bả ra khỏi phòng rồi mình mới chung vô mình lấy đồ rồi mình ra mình nói chuyện và dụ ra chỗ kia để mà cho thằng kia nó bắn mới được. Ngủ nhờ phòng này nó cũng cho nữa, tốt ghê. Chỗ này kinh doanh nhà trọ đấy. Rồi. Không biết bà này bả về chưa? Bả chưa về hả cô? Về đi. Cứ bỏ me mình hay sao vậy? Về làm sao mình đi lấy đồ được? Chắc phải đợi tới 11 giờ quá. Vẫn còn đây hả? Về chưa? À, về đi mà, cháu năn nỉ đây. Có người trong phòng mà vẫn về mới ghê chứ. Rồi thôi, bẻ nào. Đây cái bill nè, rồi mấy cái khác ta tấn ta trấn luôn. Rồi ok, ra rượt bà già này nào. Để coi bà ấy đi đâu ta, cái nhiệm vụ game nó không chỉ cho mình biết chỗ nào là ai, nó chỉ để như vậy thôi.
Mà bà nó bà đi hướng nào trời? À đây 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 đây. Chào cô hai. Rồi. Ok, đi là chỗ kia. Đây là cách để các bạn có được thằng này nha. Nhưng mà đây chỉ là bước là các bạn phải lên kia, các bạn phải thuyết phục được nó nữa đã. Có điều là mình lấy được bằng chứng rồi sẽ dễ nói chuyện hơn. Không biết nó có đòi cái gì nữa không. Tại lâu lắm rồi không làm, không có nhớ. Có thằng này đi chung rồi chúng ta làm nhiệm vụ cho cái thằng kia nó mới dễ. Rồi. Để bà ấy đứng lại đã. Rồi xong. Mình đội cái nón của thằng kia lên. Là bà này mất đầu. Thằng kia nó bắn liền. Rồi lấy cái chìa khóa lấy cho vui thôi. Nói chung là thằng đó nó muốn trả thù với vợ con nó thì chắc có thể đã vong rồi. Đây rồi, giờ để mình lên kia mình trả lại nó cái nón, mình đội nón của mình. Bây giờ cái cây này là hạt đạn là hơi bị đã luôn á, giờ mình chỉ còn đợi đúng một cái gì là mình đợi thêm cái lẫy thôi. Nhưng mà cái lẫy cái đồ đẩy viên đạn á, nâng cấp cái hệ thống đẩy đạn lên nữa là nó tả liên miên luôn. Lưu ý trên thực tế thì cái cây này nó không có băng đạn trên này đâu nhé, băng đạn chuẩn quân đội Mỹ thì chỉ có cái bạn đạn kia thôi. Cái này là đồ chế. Rồi, chào Bon. Ở đây, tôi kiếm được nó. If you like them, keep paperwork. Rồi. Here, this is all I can give. Này nó cho mà nó trả mình 100, nó cảm ơn. Rồi, ok, mình phá án giúp nó. Rồi, giờ ông tính làm gì? Mình đừng nói chuyện nó thành người vòng ngoài pháp luật các bạn. Thằng này nó là cái người rất đề cao pháp luật. Này nó là người của tụi... thằng này nó muốn đi săn tụi Lê Dương để nó trả thù các bạn. Rồi, nó nói giống mình. Rồi, ok. Thế thì chúng ta đi với... anh đi với tôi. Chúng ta cùng nhau đi săn bọn Lê Dương. Chúng ta dùng cái câu này đi, chúng ta đừng nói chơi là giữa hai người chúng ta đi giết được nhiều hơn, mà chúng ta nên nói câu dưới nè, cái câu, mấy cái câu mà nó có đề có điểm này gì cái nó xong nó dễ được nhiều cái lợi hơn. Rồi chúng ta làm như đội anh bắn tỉa, tôi đi cạn, ok, tôi cầm tiểu liên tôi đánh áp sát, anh cứ ở xa anh tỉa tôi, với cái thằng này nó có chiêu hashtag nữa các bạn, tức là nó làm sáng mục tiêu lên đó. Có thằng này đi rất ngon. Yeah. Working on your own, you're a lot less effective. Thằng này về sau nó còn nâng cấp được lên nữa cơ, nhưng mà tạm thời làm nhiệm vụ nó xong nó còn được nâng cấp nữa. Tạm thời nó như vậy thôi, đó, nó có nó cho mình cái badge là Spotter rồi đấy. Rồi, ok. Bây giờ cái mình cần là cái, đầu tiên là cái này lên 50 cái đã, rồi mình sẽ nâng vô khoa học đi, cái khoa học của mình nó hơi yếu. Ra hồi kia mình không sửa được con robot. Rồi để coi giờ mình có cái gì ta, ồ có cái trong badge quan trọng nè. Cái này giúp mình lấy được nhiều đồ hơn, ở đây cái commando này thì để mình xài cái vest, mình xài súng trường nó ngon, mà giờ mình đang xài cái tiểu liên. Để coi khoan khoan, cái này rất quan trọng, lấy cái này trước các bạn, để mình ta bữa giờ mình không dám loot nhiều là tại thiếu cái này nè. Rồi đây. Rồi bây giờ này cho mình chỉ các bạn cách kiểm tra, đầu tiên là cái bắt cái này nè, đúng không? Hôm bữa là mình giết cho sâu bọ nhiều quá, thành ra bây giờ là mình nếu mà bắn mấy con côn trùng á là mình sẽ được nhiều hơn. Nhiều cái gì ta? Nhiều cái sát thương hơn. Như là mình chuyên diệt cái đám đó, giống như là các bạn nào mà coi là chuyển sinh thành kiếm á, chém Gobin nhiều quá thành ra là mặc định là được tăng sát thương với Gobin, thế lại Gobin nhìn vô là tưởng là quái vật luôn. Cái này là chúng ta có cái training để lấy thêm cái điểm thuộc tính nè. Cái spotter là của thằng này nè các bạn, đó nó chỉ nè, đó nó đưa vô nó chỉ ra, nó là nó quan sát giúp mình, nó là nó có highlight các bạn thấy không, đó mình chỉ nè, trong bát thì giúp anh lấy thêm được, vác được thêm 50 cân. Cái này là kinh nghiệm, còn cái này là mình nâng từ ban đầu. Cái này cái tổng thể của mình là bây giờ với các phe Lê Dương thì nó vẫn coi mình là bình thường trung lập. Cái tội dân ở cái thị trấn Good Spring, tức là thị mùa xuân tốt á, mùa xuân tươi đẹp gì á, thì nó xem mình như là idol của nó rồi. Tụi NKR thì vẫn là trung lập. Còn tụi Power Gang thì tất nhiên là bây giờ mình là kẻ thù của nó rồi. Tụi tội phạm á. Rồi đây. Skill thì vẫn vậy, bằng cách nào đó thì mình đang được cộng thêm khá là nhiều thứ. Rồi, nhưng mà mình vẫn chỉ muốn cầm vũ khí này của mình thôi. Đây, cầm cái tiểu liên tha hồ mà càng. Rồi, đi nào người anh em. Chúng ta khoan làm nhiệm vụ cho thằng Vegas đã nha. Mình đi cày lên vào xíu vô kia đánh mấy con go thì dễ đánh. Chẳng qua nó có hơi đáng sợ tí thôi. Nhưng mà đi vô đó sẽ đụng tới sau đó thì mình nói chuyện với mấy thằng go mà nó biết nó còn giữ ý thức xong á, thì mình sẽ đánh mấy con bự bự, mấy con đó thì chỉ số mình phải cao một tí.
Giờ hết tiền rồi, thấy thương nhân cũng vậy à. Anh Nam mình qua đây mình luyện công trước. Nói chung là tại mình chơi, từng chơi game này rồi cho nên là mình biết thủ phạm là ai. Chứ hồi đó mình đi điều tra mình đi hỏi hết luôn rồi. Phải đi ngồi sâu chuỗi lại đủ thứ. Đoán già đoán non có ai là thủ phạm. Và hồi kỳ mình chơi liều mình đi bẻ khóa cái rương của cái thùng đồ của bà kia mình mới biết bà là thủ phạm. Phải đi đường này là để đi ông ta bấm cái này lên. À đúng đường này đúng rồi. Đây có một cái xác ở đây là xác của một thằng Lê Dương, chắc là bị thằng này nó bắn rồi. Đây ngon, giờ giá được 250 rồi. Các bạn nâng vô sức mạnh thì nó cứ tặng thêm cái giá cho các bạn nha. Nhưng mà chúng ta thì không phải là cái dân chơi cận chiến, thành ra mình sẽ không nâng vô sức mạnh. Sức mạnh để 5 được rồi. Cầm súng này chơi với quân Lê Dương thì nó không đúng bài lắm. Đây nó có cái đồn gác của tụi NKR ở đây nè. Em chào các bác. We're getting close to Nelson. Any closer, I'm shooting any. Ờ, thằng này nó nói luôn là ví dụ thấy Lê Dương là nó bắn luôn á nha. Bình thường là mình rồi ok, no problem. Thích thì chơi thôi. Sớm muộn gì cũng phải đánh nhau với tụi Lê Dương à các bạn, thành ra mình chơi luôn. Hello ông bạn. Hold up there. This rồi, tôi biết rồi. Tên tôi là Trúc Anh, ông có nghe tên tôi bây giờ chưa? That name and face ain't ringing the old school bell upstairs. Afraid I can't let you through. À, đó chưa, tôi chúc anh biết danh là Lâm Ve Chai. Rồi đây. Đúng rồi, mình nói đó, mình không phải là bạn tụi Lê Dương, mình dùng mấy cái điểm thuyết phục này nè. Rồi. Fair enough. It's not like any of the... Chắc là mình chưa nổi tiếng với tụi Lê với lại tụi NKR lắm, tại do là mình chưa làm nhiệm vụ cho tụi nó. Rồi đây nè, mình hỏi ổng là ổng có quý hệ dùng quy quyền để mà đi cứu mấy cái thằng lính bị bắt được hả? Thì thằng này ổng nói là ổng là Ranger và còn tụi kia là Trooper, vậy như tụi trong cái tụi NKR nó cũng có sự phân biệt nữa các bạn. Với lại quan trọng hơn hết á là nó ông này ổng không muốn cái tụi kia được sống sót mà ổng muốn là cho tấn công để tụi Lê Dương nó giết mấy thằng kia luôn. Để cho nó giữ cái danh dự đúng cái kiểu là ra chiến trường á là không được để bị bắt từ tù binh á. Giữ là chiến thơm với đời nó cho là nó không bị bao vây là tự sát á chứ không để bị bắt làm tù binh. Rồi. Đó là không? Dirty game, the Legion like. Đó mình nói rồi, thành ra là cái tụi này nó cũng nó về sao không cứu. Back at Ranger School, đó, mấy thằng đó cứu về nó còn sẽ bị ném về trường nữa. Dạ như là chiến đấu chưa tốt á, cho nên là mới bị bắt. Rồi ok, cùng đi. Rồi chơi với quân Lê Dương nào, có ông này ông đứng ông cầm bắn tỉa luôn. Ông này cũng gì bắn tỉa nhưng mà ông bắn tỉa bằng cây súng của cao bồi. Mấy thằng Ranger trong game này là xài súng này là súng tiêu chuẩn nha, còn cái tụi Trooper nó mới xài cây cây súng M16, còn như mấy ông này là xài cây cowboy repeat, tức là cây dạng cây Henry Ford, Henry Rival hoặc là cây Winchester á. Rồi dứt luôn. À, nó né được loạt đạn đầu của mình nhưng mà mấy loạt sau chú không né được đâu. À, bắn quân Lê Dương kinh nghiệm nhiều lắm nhưng mà có điều tại mới đầu mình chưa dám bắn thôi, giờ thì tha hồ rồi. Đi tiếp ông bạn. Rồi ghét thì cứ ghét, ghét thì cứ ghét mà chơi thì cứ chơi. À, nó bắn chết liền luôn, thằng Bon này nó bắn kinh lắm. Cái con cao bồi kia chưa chắc ngon được vậy chứ mà nó thằng này mà nó đã bắn rồi là nó không tha ai hết trơn á. Đúng giờ bắn tỉa luôn mà bắn là chết. Này thì giáp này, wow chó. Rồi bây giờ chính thức là chúng ta không thể làm hòa được với Lê Dương nha, thấy là bắn á. Đấy. Rồi quên mất. Quen tay bấm nút A cái lấy hết luôn rồi trả đồ lại cho nó. À này nó tặng mình cái nón của nó hả? Rồi thôi trả là bận bộ đồ này vô nguy hiểm lắm. Rồi nó tặng mình cái nón như là tình đồng chí luôn. Rồi ê mấy anh Lê Dương ơi, có khách tới thăm này, quân đoàn Lê Dương La Mã gì mà đuối thế. Đây cố rồi nhào vô. Chà, hơi nguy hiểm, hơi ẩu rồi.
mà giờ hết ẩu rồi. Này thì anh nói rồi, Tiểu Liên anh bắn kinh lắm. Khoan khoan, uống thuốc vô đã. Anh uống chai này với chai nước, tại này nó nặng, ưu tiên chai trước. Anh thằng bạn mà nó quất là gần tôi rồi. Này thì cầm súng cao bồi hả? Lê Dương là phải có khiên chứ, mấy thằng Lê Dương này không có khiên là dở. Rồi còn đâu nữa, sao quân ở đây ít vậy? Mà mấy thằng này hình như là trong game mình nó gọi là Auxilia thôi chứ nó chưa gọi là Lê Dương nha các bạn. Ồ, thằng bạn mình nó xử luôn con chó ở đây rồi. Nó nghĩa là mấy thằng này nó cũng chỉ mới là lính tập thôi, lính là nó chưa được vô quân đội Lê Dương đâu, kiểu là chưa có quyền công dân của La Mã đấy. Rồi thấy kẻ thù ở đâu không, sao ít quá, bắn không có đã. À đây đây đây, chơi chơi ông bạn, từ từ lên cứu tụi binh thì cứu xong rồi. Mình chưa kịp bắn là thằng bạn mình nó xử trước rồi các bạn thấy không, thằng này ném lao, trời ơi thiệt, tội nghiệp thằng đó quá các bạn, nó vừa cái lao lên nó chưa kịp phóng là nó chết rồi. Kẻ địch thì phóng lao, mình cầm Tiểu Liên mình xả thì nó chết chắc rồi. Ê mấy ông bạn, à đây, ồ đó thằng này bắn chuẩn nè, à, thằng này cầm shotgun. À cứ tưởng thằng bạn mình bắn chết rồi mình ngưng. Ờ à, thằng này thì không có gì nhiều. Đâu đây? Rồi, à nó đứng ngay đây. À này thì mình chưa kịp bắn luôn á, rồi vô đang làm chậm thời gian đó. Bên đây các bạn thấy thằng Bon này nó đỉnh chưa? Không phải tự nhiên là mình thích thằng này đâu. Lần trước là mình chơi cao bồi, chẳng qua là tại vì mình thấy cái con cao bồi đó là nó hơi vừa ý mình thôi. Với lại con đó dễ tuyển, thằng Bon này nó hơi khó tuyển một tí. Nhưng mà thực sự thằng Bon này là cái thằng mà ngon nhất trong tất cả các NPC mà mình có thể tuyển luôn á, tại nó có cái hashtag nữa. Ở đó có một cái thằng người đột biến đó, nó còn kinh hơn cái thằng Bon này cơ, nhưng mà nó đánh trận chiến với lại thằng đó khó tìm nó lắm. Mình không ha, ví dụ là cái mạnh mà khó tìm biết là phải đến mãi giai đoạn sau mới tìm được thì không hay bằng cái thằng mà nó có, mình có được nó ngay từ đầu. Chứ là bây giờ mình phải nâng vô cái khoa học nữa. Nâng cái khoa học là để về sửa con robot, có hai đứa đồng đội thủ thì bao ngon. Rồi xong coi như là chúng ta loại được một số thằng Lê Dương vòng ngoài. Rồi nhưng mà còn ở trong nhà nữa, nãy giờ là chưa vô nhà nã nha, có điều thằng bạn mình thì nó vô tầm gần thì nó hơi đuối đuối một chút. Đây chạy lính, nói chung là toàn mấy cái chỗ đính của quân Lê Dương bị tụi NKR bị Lê Dương nó chiếm thôi. À thằng này có cây 10 ly nè. Dở rồi chú em ạ. Chà, thằng bạn mình đang bị áp sát. Mình sắp hết đạn rồi. Thằng này cầm cây single shotgun. Mấy thằng Lê Dương này trang bị cũng hơi kém nha. À, ở đây là đồ này là không được lấy hả? Có ai ở đây đâu lấy luôn. À đây một thằng này là lấy cái đốc tác này về. Chỗ này coi rồi thôi cũng lấy luôn. À không phải, vô nhà vệ sinh đút đồ này chứ thấy mình đúng kiểu hạ cấp luôn á. À không có đồ rồi. Đây có không? À được hai chai nước ngọt cũng đỡ. Rồi mình là lâm ve chai mà. Ngủ một giấc ra chiến đấu tiếp. Rồi ok, còn nhà kế bên có thằng Bon này đi theo khỏi chê. Ơ bạn nghe cái tên thằng này bắt đầu thấy nó giống giống con chó ở trong Spy Family vậy. Ừ
Nghề nghiệp nó mấy bị mấy thằng Lê Dương nó lút hết đồ rồi. Đây. Cứ lấy đem về bán, nãy đang nghèo. Giờ là có cả đống đồ đem về bán cho ông kia mình pha mua thêm đồ, không biết ông còn cái đồ gì ở dưới hay không. Đây, có đạn 5.56 luôn, quá đã. Một cái có, một cái không à. Rồi đạn 357 cũng được. Đây cho xin cái đót tác một cái. Bộ đồ thì thôi bộ đồ này hư rồi. Chứ là bộ đồ này hơi nặng các bạn, nó cộng thủ hơi nhiều á, nhưng mà có một điều là nó nặng tới 26 lận. Bộ đồ mình cộng 8 mà nó không có trừ nhiều lắm. Đây. Mà cái thức uống này hình như dành cho quân đội luôn hay sao á các bạn. Nó khá là phổ biến nha, hầu như là trong cái game này cái thứ thức uống này cực kỳ phổ biến luôn á. Rồi. Wow. Trống ha. Bị tụi thương chỗ nào là có tụi Lê Dương là nó lút hết rồi, không tới lượt mình lút đâu. Rồi không có. Các bạn đè táp để mở đèn pin lên nha. Mình quên chỉ chiêu này. Bấm táp là để dơ cái bíp bóp lên, nhưng mà nếu mà các bạn đè táp thì nó sẽ bật đèn pin. Đây còn nhà nữa, không biết có gì để loot không. Nó báo đỏ thì cũng kệ nó. Đây thùng rác, đây cũng có tí tiền, không biết ông nào đi bỏ tiền cho thùng rác ấy nhỉ. Chai rượu này hết rồi. Đây. Cái gì lấy được thì mình lấy thôi. Mấy người dân ở đây chết hết rồi, họ cũng không chấp nhất gì mình đâu. Mình giết tụi Lê Dương trả thù cho họ mà. Đây đây nhiều đồ ăn lắm, đồ hộp đây này. Rồi có bị cái này phải cái lon không. Đây ở đây bia nhiều lắm. Ủa nhà này thậu tận thế mà nhiều đồ ăn phết. Đây. Nãy không nâng cái giác đồ lại, giờ bỏ phí cả đống đồ rồi. Rồi ok, lên trên kia nói chuyện với ông kia mình về được rồi. Mà đạn cái súng này cũng hết rồi. Thôi tạm cất khẩu này vô nha các bạn. Lấy cây 10 ly này ra bắn chơi. Ủa còn hai thằng. Ờ hay đấy. Đang muốn test thử cây 10 ly. À có mìn hả? Rồi mình đi nhanh quá nó không kịp. Hello anh trai. Trời ơi, nó không mạnh hơn nhiều cả. À thằng này phóng lao. Cũng đau đấy, lại lao xuyên giáp. Rồi tiêm thuốc vô một cái đã. Tại mình chưa có nâng cái y tế nhiều. Rồi uống một chai. Để coi nước. Cái này. Cái nào cái này. Uống cái nút Coca-Cola vô luôn. Đó thằng Bon nó xử liền. Con kia chưa chắc nó làm được cái chuyện đó nha. Nhưng mà thằng Bon này nó xử liền luôn á. Cái con nhỏ kia nó bắn sụt gân, nó sát thương nó hơi yếu. Rồi mát rồi các bạn, không lấy thêm được nữa. Cái đó thuốc giải độc ấy. Rồi coi như mình ăn hên. Ủa giờ về đường nào ta? Nó đi sao đi sai đường quá. À, thằng Bon nó đang chạy theo mình kìa. Mình chơi mình đi băng địa hình như này không nhiều, lúc mà ai nó bị đứng lại chỗ nào đó do là nó bị vấn đề địa hình nha các bạn. Nó kiểu anh đi sai em quá luôn á. Rồi ông này còn sống là may rồi. Ây da. Ông này mất có miếng máu à. Howdy. What's the word? Rồi. I have to. Ok. Rồi, xong mình được thưởng thêm sau khi làm xong 5 kinh nghiệm. Làm xong 5 nhiệm vụ. Rồi rồi ok, được thêm tí tiền. Nói chung là cũng được kha khá đấy các bạn ạ.
Rồi, ok. Chúng ta bay về cái Novak được rồi. Đây. À đúng lúc ông này ổng lên nè các bạn thấy không? Đây. Bây giờ là nó 7 à vậy là 8 giờ là ông này bắt đầu làm việc. Đứng đợi xíu vậy. À ổng vô rồi nè. À không thì chắc cũng phải 9 giờ ổng leo lên kia chứ ông đi còn đi đâu đó nữa. Rồi. Rồi. Cái gì đây? À ông phải ngồi hả? Welcome back. À rồi ok cũng sao. Sure thing. Have a look. À quên hình như là có cái câu này thì phải. À cũng chỉ là dạng như được giới thiệu thôi. Sure thing. Rồi đây. Từ từ lần này mình coi từ à khoan mình bán của mình trước đi. Đạn 357 nhiều lắm em không có xài. Rồi đạn này thì từ từ mốt xài. Cái nón của thằng này ngon đấy. Nhưng mà tại vì mình cần cái nón giáp cơ. Với cái này thì mình mà khoan. Bây giờ mình cũng chưa có nón giáp. Cái nón này đang full là để bán cái nón kia của mình. Rồi đây từ từ. Đây nè. Đây thuốc giải độc em không cần. Đó bán anh luôn ấy. Này à, bia nữa nè. Mấy cái lon này. Rồi để coi. Cái bobby pin này phải giữ. À đây shotgun đây. Nãy trấn đồ của người kia. Rồi lụm được đống cây Henry rồi. Henry Rifle luôn. Không biết là Henry Rifle hay là Winchester à. Rồi kệ hậu tận thế rồi. Người ta cũng chả quan tâm đâu. Thịt chó nữa nè. Hậu tận thế rồi thịt chó cũng phải sơi. Mà không biết mấy ông này có biết nấu giả cầy hay không nữa. À, nó quan trọng nữa là không biết có biết nấu móng tôm hay không hay là lại ăn thịt chó với Fanta nữa đây. À một cây phóng lựu dỏm đây này. Cái này thì nó trừ cái độ chính xác. Nó trừ khả năng cái giác quan của mình. Thuốc tào lao mình không thèm là vậy. Rồi đây. Tiền của tụi Lê Dương. Ủa cái cây này chắc cây của chỉ huy sao mắc dữ người ta. Ủa cây này đỉnh phết. Rồi sao mình hốt đồ của Machete nhiều lắm mà Machete dở mà gần hư. Đây mình đừng chưa ăn đồ búp vô đó nha. Nè mấy cái lon đồ hộp nhiều lắm. Rồi nhưng mà toàn bị đồ bị nhiễm xạ thôi ra mình chả thèm. Này bán, cái này bán luôn. Đây shotgun nữa này. Sugar bomb. À khoan, cái sugar bomb đó thì từ từ. Cái này mình cần giữ lại tại nó có một cái nhiệm vụ liên quan đến cái này. Cái này thì bán, mấy cây lao này bán luôn. Tin can. Rồi đây, nãy quên ăn này vô bom thì cũng không được lợi hơn nhiều. Cây này giờ bán cũng khá được giá mà từ từ mốt bán sao. Cây đó giữ tạm giữ xíu. Rồi bây giờ mình hốt cái cửa hàng của ông này nè. Đạn 10 đúng không? Em xin ít. Đây, đạn shotgun. Đạn 5.56. Đạn sulfur thì thôi mình đạn này thôi mình không thèm. Lấy đạn chính thức thôi. Lại cho cái cưa, mình không có xài cưa. Dr. Bass đây mừng quá. Lựu đạn thì không cần. Trời đất, ổng có cái katana đây nè. Nhưng mà thôi, thời đại nào mà chơi katana. Rồi, lấy cái này đi biết đâu mốt cần. Tưởng sao cũng không có nhiều đồ xịn lắm các bạn ạ. Cũng thường thôi. À, ổng có cây này hơi bị ngon nè. Nhưng mà mắc quá, 11 ngàn mấy thì với giai đoạn đầu tiền đâu mua. Có hắc tiền, có thì để đắt được. Cái này là mìn cài, ấn nổ, cái đó cũng khá ngon. Cái này cái tay đấm nè, cho bạn thích đánh tay không. Cái này để hình như cái này là cái gì mình chả biết. Rồi nước sạch rất ít là hốt liền. Steam bug ngon quá.
Sugar bom mà ông này không có sẵn ba cái sugar bom à. Thế thì mình xin hốt hai cái. Đủ ba cái. Đắt gần. Cái súng chuyên bây dùng đạn 5.56 mà súng ngắn mình có rồi, không cần. Cái này chắc lâu lâu cũng cần. Rồi. Ok. Giờ lại dư rồi, thì phải đòi lại một số thứ. Cái nào cái này chắc được nè. Cái nào đây cái này chắc được. Cái nào có giá trị một tí. Rồi ok. Rồi xong em, cảm ơn. Rồi ok. Thế đấy. Rồi. Đây bây giờ là đến và bay với tôi đây này. Nhiệm vụ này khá là ấu già đây. Đây nó ở hướng bên này rồi, mà màn này mình đi chơi với mấy con go. Cầm cây 10 ly này đi chơi cho bà con sợ. Trời ơi. Cái thùng thư nhà người ta, à tất nhiên là trống rồi. Đúng. Khúc trên này nếu mà các bạn chịu làm thì nó có khá nhiều đồ cho các bạn loot nha. Nên là có cái xác con go ở đây nó đe dọa mình trước rồi đấy. Không có gì cho mình lấy cả. Rồi đi nào ông bạn. Có thằng này đi rồi là mấy con go không có nghĩa lý gì hết, thậm chí nó bắn trước khi mình bắn luôn. Nó có cái hát xám mà đây có khá nhiều đồ cho các bạn loot nè các bạn. Mình khuyên các bạn là bạn nào mà không tính làm nhiệm vụ này cũng tới đây loot cho mình. Đảm bảo là không có thiệt đâu. Đóng đồ luôn. Chỗ này là cái đồn gác cũ. Nó còn khá nhiều đồ ở đây. Mình thì cũng là ve chai thường thôi. Đụng dị trang đô ra là chỉ loot không trượt phát nào luôn. Rồi đây một đống luôn. Cái này trống hả? Trống thôi. Cái này chịu khó lụm từng cái mà nói chung có lụm nhầm thì cũng không sao. Tại mấy cái này bán được hết, cũng tương đối có giá mà cũng không nặng lắm. Rồi đây. Đạn 5.56. Đạn năng lượng. Đây tha hồ. Cái này phải bẻ khóa. Mình nâng cấp lên là có. Tại mấy cái này thường nó cũng không phải là khó. Nó cũng không phải là khó bẻ khóa quá. 4 trái lựu đạn quá dịch quá đỉnh. Cái này cũng được. Cái này mô đun. Cái này. Đấy cứ lấy. Cái này. Tha hồ. Nói như là loot thì chịu khó loot thì giàu thôi. Mấy cái kim loại rồi nữa đây này. Thuốc lá. Rồi mấy ít. Đây một đống đồ luôn. Rồi chưa đâu còn lên đây nữa các bạn. Mớ luôn. Cứ loot nhiệt tình vào. Đây. Một đống đồ luôn. Đạn năng lượng. Đạn ga. Ở đây một đống luôn này. Có cái đống tàu bát đây luôn. Rồi mua lụm thêm đống chai thủy tinh này về bán. Lúc này thủy tinh cứ quý lắm đó các bạn. Tại cái kỹ thuật là thủy tinh này cũng không phải đơn giản đâu. Rồi để coi ở đây chắc không có gì rồi. Không có gì. Rồi đi thôi ông bạn. Đây lụm được mớ đồ da chai với ông giày thì phát tài rồi. Rồi vô. Rồi mấy con go kia anh tới đây.
anh lần trước trước rồi anh chứ mấy chú chạy nhanh anh hơi sợ với đây nhìn nó hao con zombie, còn giờ thì không sợ mấy chú nữa nha, khoan ngủ xíu khỏe người đã. Các bạn ngủ cái đó là lưu luôn á nha, thật chứ là cái đó là mình lưu ấy, mình nói là ngủ cho vui thôi chứ cái đó là cũng là lưu game luôn á. Rồi Go ơi, Go ơi, anh tới đây mấy chú ơi, xử nó cho mình Bon ơi. Rồi nó đưa tay nó gầm lên cái đó, rồi cho thằng Bon nó bắn. Đồng đội bắn mình được hưởng luôn thì cứ dụ cứ để nó cho. Ê, bắn 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 không, ê đừng nó hết đạn nha. À, đó phải vậy mới được. À, thằng bạn mình nó bắn chuẩn phết. Bắn đi. Nó hú hồn với thằng bạn mình tự nhiên nãy nó đưa khùng khùng lên nó rút lên nó lại đi rút cái dao ra mấy tàu lao chứ. Ở đây có xác của tụi Rodder of Steel rồi nè, mà mấy là mấy thằng này là mấy thằng cấp thấp. Rồi đây chưa vô tới nơi mà loot được đóng là các bạn hiểu rồi ha. Mình nhớ nó có cái cửa hầm bí mật đâu bên này mà không biết giờ nó cho mở không. Đây, ngay đây nè. À không được, nó bắt phải mở từ trong ra rồi nó. Chứ giờ mở được dễ như vậy nói gì nữa. Mở được dễ vậy mình thọc từ dưới lên là quá dễ rồi, nó bắt phải vô trong. Rồi đây có hai con gò ở đây. Hello. Rồi đây mấy con gò này là mấy con gò đã mất nhận thức rồi. Rồi chuẩn bị vô nha Bon, phải thân thiết các bạn, nó mới trình bày chuyện đời nó với mình này, lúc đó là mình mới đi làm nhiệm vụ của nó được. Rồi ok vô đây rồi nè. Rồi thế ông là ai? Rồi ai không quan trọng đúng không? Rồi ông đâu? Rồi tới căn phòng lớn đúng không? Rồi ok vừa đi. Rồi tới đây đây nè, mấy con bắn mấy con này là con nice skin. Thật ra cái này nó bán không được giá lắm, mình chả ham. Đi từ thôi các bạn. Có cái bẫy, mấy cái bẫy thấy bẫy cẩn thận nha. Mất máu ấy, mà nhiều khi nó làm mình đứng lại nữa. Thôi đứng thẳng lên đi cho anh hùng. Ê coi. Đây, nhanh tay xử. Ủa con Bon đâu rồi? À đây, có người cũng ra đỡ tiêu đây. Ủa? Chắn no dưới kia rồi. Đây lại có người cũng ra đợp tiêu. Chà. Thôi mình tự bắn. Bạn mình nó cầm cây xuống nó phang chứ. Gan thiệt. Rồi để qua nhanh hơn. Mình nhanh hơn. Này thì go với chúng tôi à. Trong Warhammer mấy chú lợi hại nhá, nhưng mà ở đây mấy chú cũng tầm thường. Anh có súng trong người mà anh đâu có sợ mấy chú. Rồi nó chơi chứ nãy đi khom khom xíu rồi để cho nó có không khí thôi. Nếu như mình né mấy con này ấy chứ chắc mình sợ gì tụi nó. Đây xin cái súng. Đây đồ nhiều lắm. Sợ nó bất ngờ nó phóng ra chỗ nào đó thôi. Chứ còn mấy con này không có tuổi đe dọa được mình nhá. Nói trắng ra một câu cho nó vuông. Nhưng này cái chỗ này nó nhiều ngóc ngách mà sợ nó bất ngờ nó nhảy ra là chỗ nào đó, đó chứ. Có đồng đội đi cùng chúng ta chuyển đồ cho nó được nha.
đôi khi nó dướng dướng, chỗ này hơi bực. À, con này là bị bắn cho trái hành thang luôn. Ai chà, cũng ráng quất tôi được một cái ha, giỏi ha. Đó, sợ nó vậy thôi, nhưng mà nói chung thì cũng không mất nhiều máu của mình lắm. Rồi vô, nó xử tụi nó cho tôi đi Bon. Rồi, uống miếng nước xíu. Rồi vô đúng chỗ rồi nè. Hello. À được rồi, đừng sang thấp quá rồi mình tự tương. Ê trời ơi, hết đạn đúng lúc quá. Bắn. Đúng là phải canh chừng nạp đạn mới được. Thằng bạn mình nó ra đúng lúc ghê. Quá đỉnh. Đỉnh. Đây xin tí tiền. Còn ba mình vô nó càng hết này luôn. Thằng Bon này đỉnh quá các bạn. Đỉnh là như Hắc Lâm đỉnh luôn. Rồi vô. À cái này thôi. À này thịt này thôi, không lụm làm gì. À mấy con này bị nó ăn thịt đồ mà. À chỗ này đừng đừng cục. Rồi lên nào, lên nào. Lên là lên là lên là lên. Đây. Thì cái cầu thang nào thiết kế mà nó đi khá là mệt. Rồi. À phải nói chuyện mới cho vô, quên mất. Rồi cửa mở chưa? Rồi, ok, chúng ta sẽ gặp một ông tiến sĩ là người. Ông này là làm việc với mấy con go nha. Rồi mình đi nói chuyện kiếm hay đi nói chuyện hàng chai xanh nào. Rồi mình sẽ hiểu vấn đề. Ở đây có mấy con go thông minh nha. Thật ra go họ có gốc là người mà dạng bị nhiễm phóng xạ rồi đột biến thôi. Và khi đó họ sẽ được miễn nhiễm với phóng xạ và họ nói sao đó ta? À hàng chai xanh đây rồi. Và họ bất tử luôn ấy. Chỉ có hơi bị giết thôi chứ không có chết gì già luôn. Ở đây hàng này nó sẽ giải thích cho mình á. Là chắc là cái chỗ này đang bị mấy con mà khổng lồ hồi nãy nó đe dọa và nó thả mấy con go ra, là cũng để mấy con go mà mất ý thức đi á, là để bảo vệ người dân, không cho mấy con kia nó tràn ra đánh người dân thôi. Thả mấy con này người tốt. Rồi. Rồi ok, mình sẽ đi xử giùm nó. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới được. Mình sẽ mở cái cửa ra mình chơi. Rồi đây. Nó coi cửa có máu á các bạn. Cửa nãy thì phải có chìa khóa mới vô được. Thật ra là nãy mình không có đi cái cửa đó. Đôi khi đi đường tắt cho nhanh. Biết đường thì cứ nhảy thôi. Nè. Mấy cái này nó hay có cái Steve Boy nha. Nó đánh bí mật á. Mình đi gần đầy rồi. Nãy như mình lấn vô chỗ từ chỗ này phải. Sao lát nữa bất quá có gì đưa đồ cho thằng Bo nó cầm giùm. Rồi. Xuống đây hello mô tô mấy câu nào. Giờ xuống khúc này hay giật mình tại nó ra nó đánh bất ngờ. À không, nó báo có kẻ thù ở gần, không ngủ được phải không? Ở chỗ này nguy hiểm lắm. Mấy con này nó hay chơi kêu tàng hình, khổ mình chứ. Nice skin hả? Anh đây, đó là nó đó, thấy chưa? Thử nó cho tôi anh bạn. Nó cầm cái cây này nó quất khá là đau. Mà bắn mấy con này là không có đồ để lụm mới buồn đời chứ. Nó có mỗi cái cây này nó quất thôi. Rồi hết đạn nữa rồi, giờ phải lấy súng khác. Cây này giờ đang được 26 viên, cũng không đủ bắn. Laser thì cũng có nhiều đâu mà mình thì không phải, giờ chỗ này hẹp quá không dùng phóng lựu được. Mình hết đạn 10 rồi.
Giờ còn mỗi cây tàu lao này thôi phải xài, biết sao giờ. Xuống đây các bạn phải bật đèn pin lên thật các bạn. Nãy thấy hồng tâm nó đỏ lên là nghi rồi. Có con bon đâu rồi ta? À, thằng Fornao nó có cái chiêu dò này khá là hay. Ây da, trời, bấm nút V mà mất một lúc sao nó mới ăn nữa, buồn trời. Trời đất, súng này bắn đuối quá. Đúng là nó bắn mạnh đấy mà tại vì cái trời đất, hai con nó tẩn là mình tiêu rồi. Mấy này nó quất đau lắm. Tính ra mình chưa đủ lực vô đây á ta. Bạn mình là nó không chuyên đánh chỗ này. Thôi chắc lấy cái shotgun ra tương ngon hơn, tại vô mấy hẹp hẹp này là phải xài shotgun. Rồi đây, tương nó. Rồi shotgun hiệu quả hơn các bạn. Rồi đối với For Now lỗi là chuyện bình thường. Ê trời, nặng quá rồi. Ê, cầm giùm đồ xíu Bon. Fine by me. Thằng này nó cũng lụm được cây 10 nữa hả? Mấy cái nặng nặng nhờ này nó cầm giùm. Nè, cầm giùm mấy cái súng laser đi. Cái ủa cái chép gì đâu rồi ta? Cái lộn vào cái cây súng. À đã, nó đây, nó đây. Đây đây, cầm giùm cái này luôn. Rồi từ từ nhờ tiếp. Ủa, con này đồ khá đấy. Này thì không có gì. À nó có này nữa, đem về bán khá được giá. Qua đây xuống đây phải chơi cái local map rồi chứ không biết đường đi luôn á. Dám xuống đây trấn đồ của mấy con này đâu có vừa. Hình như có thằng bạn mình đang bắn. Ôi trời. Ồ nó đỉnh hết. Ồ con kia là nằm đóng nãy giờ, con này, thằng này nó vô nó xử luôn. Cây 308 bắn mạnh lắm, mình nói rồi. Ủa mà nhiệm vụ nãy giờ mình chưa có bật. À. Giờ phải đi dọn cái chờ tụi Night Skin này dọn cho hết. Thành ra nó không có chỉ mục tiêu cũng phải thôi. Hello. Anyone here? Trống. À mấy chỗ này trống cũng phải đạo thôi. Chà. À xuống tận dưới này à. À quên mất mình có cái này mà. Mình giật được cái chìa khóa rồi. Nhưng mà cũng không có gì. À đây xác của một. À nhưng mà nó bị lấy hết đồ rồi. Mấy con Nashin nó hoang dã nên nó cũng hay lút đồ lắm. Nó tàn hình nó rất khó kiếm, nó tất nhiên là nó sẽ chủ động nó đánh mình thôi, nhưng mà thật sự là đi kiếm ra mấy con này để bắn cũng hơi khó, nhiệm vụ này nó khó cho đó. Ở cái chỗ này nó ngóc ngách nó nhiều, mình lại là cái thằng mù đường nó mới khổ chứ. Giờ sợ hồi không nhớ đường lên luôn rồi nè. Để bấm lên coi cái map, không có không coi local. Vô đây không coi local map là bó tay luôn á. Này hư rồi, không nói chuyện được. Ủa ta đi đường nào ta? Nãy đi đường nào xuống quên tiêu rồi. Đi liều quá giờ đâu có nhớ. À đây.
thiệt khổ. Rồi còn đâu nữa, ra đây đi, đừng có trốn, khổ mấy ông to mà mấy ông chơi trốn kia đó. Rồi tắt cái đèn pin xíu nào, tại mấy chỗ nãy tối quá. Giờ mình đi hướng nào ta? À có hai hướng chưa đi vậy. À không, bên này không định hướng được các bạn. Ở ngoài trời còn dễ định hướng chứ ở đây khó định hướng lắm. Rồi đây, chỗ này xong rồi đúng không? Mở cửa ra. À không, này không lấy đồ. Tool cabin cũng không có gì, mấy cái này giờ khoan không giá trị lắm. Mấy cái đồ dây chai giờ nặng quá rồi không lấy được. Hiện lại vô chỗ tối rồi bật đèn pin lên. Đi một chút là phải coi. À đây đây, nó còn đường bên này này. Có hai chỗ, khoan mình nhớ hình ông boss nó đứng ở bên này thì phải. Và chuẩn bị rút phóng lụ ra, chuẩn bị tương. Vô gặp thằng này là tương phóng lụ liền, không nói nhiều. Chính xác. Khỏi nói chuyện, tương luôn. Hạt bắn hụt. Bắn đạn mà phóng lụ mà hụt nữa. Ê, phóng vô đây, không vô đây không dám chơi phóng lụ các bạn. Nó hẹp quá. À, cầm nó cầm cái kiếm luôn nha. Nó nó trâu thiệt. Nó chém mình cái đau lắm. À cũng không đau lắm. Đau vừa vừa thôi. Rồi cái gì đây, dùng cái này đi. Rồi nó gục rồi. Đây xong. Cái kiếm này tương đối ngon mà nó sắp hư. Chỗ này phóng lụ mà tôi, tại phóng lụ thì thường phải nhắm xuống chân để cho nó cái gì nè, nó bay xuống đất nó nổ rồi mới gây sát thương. Nhắm lên cao nhiều khi nó bay lệch qua một cái là xong luôn. À có cái đường xuống này rồi mà khoan đã, chưa xong, còn một chỗ chưa đi. Nếu mình nhớ không lầm thì có một cái có một thằng go dưới này, mình có thể có một làm nhiệm vụ giúp nó, nhưng mà mình thích giết thằng đó hơn. Đơn giản là tại vì nó có cây 308, giết nó lấy được, để lấy được cây 308. Đây nó đứng như này nè. Vô xử nó, vô xử nó Bon. Rồi xong, đó gục rồi đấy. Có thằng Bon này chơi khá ngon. Vấn đề là thằng Bon này nó xử lẹ quá, giờ mình không biết nó nằm ở đâu để mình lấy cái súng. Cái 308 ngon lắm. Có cái 308, cây này nãy bắn mà không vô tới lúc này là đụng mấy con to to là 308 lại không có. Không có cái là không có cây 308 là mình chịu rồi. Cây mấy cái cây này nó bắn lính thường, bắn quái thường thôi. Đây đạn 308 quá trời nè. Thằng đó nó bị nhốt này. À cây súng của nó đây mà nó đâu? Đừng, nó bị bắn rớt đất rồi nha. Cái này là à một cái bẫy súng à. À mà phải có kỹ năng mới tháo được. Có thằng Bon đâu rồi. Này nó cài 7 kinh đấy. 7 này thì phá được. Đây cầm đồ giùm xíu không bạn. Nặng nó một xíu thôi. Đây là cầm giùm cây này luôn.
Rồi ngon. À quên, giờ chắc xong rồi, giờ cũng không cần nữa đâu. Đây cây hình tinh rai đây. Hả? À, sao mất miếng máu cũng được, lên kia ngủ cái hồi. À, giờ xong rồi đó, lên báo với thằng kia cái nữa là nó, tụi nó xuống đây là nhiệm vụ này là hoàn thành. Tất nhiên còn phải làm nữa coi, chứ nhiêu đây chưa xong đâu. Nhiệm vụ này nó còn dài, nhưng mà có điều là hôm nay chúng ta hoàn tất cái việc mà clear cái tụi này là mình thành công rồi. Rồi ngủ một chút. Mà ra vô đây ngày đêm nó cũng không khác nhau mấy. Đây. Có cái này nó nâng cái này cái súng này có nhiều bộ nâng cấp lắm nha. Mình để dành cái 308 là có lý do, nâng cấp là nhiều khi là cái súng mình còn hơn cái súng của thằng bạn nữa đó. Nhưng mà mốt này nó có cây súng hiện đại hơn cái súng này. Cái súng này là dùng tạm thôi. Mốt có cây bắn đạn 308 ngon hơn cây này nhiều. Rồi, Jason ơi, Jason. À, này kim loại. Jason ơi, như thằng đó trên lầu. Evening. Mấy thằng này như nó cũng là người của Brother of Steel rồi mà tới đây xong nó nhiễm phóng xạ luôn rồi. Đây. Is the way clear? Rồi, nó chết hết rồi đó. Rồi, tụi này nó bắt đầu sẽ chạy xuống dưới. Rồi bây giờ mình sẽ đi xuống dưới kia theo tụi nó. Xuống cái hầm luôn á các bạn. Rồi sau đó mình sẽ đi kiếm phụ tùng mới làm phi thuyền cho tụi nó bay khỏi trái đất. Còn mình để cho tụi nó bay luôn hay là nó cái phi thuyền nó nổ thì tùy theo mình, cái hạ lầu hảo tâm của mình á. Nói vô là mình có thể khích đểu cho cái đó, cho các bạn biết luôn là chúng ta có thể khích đểu cho cái ông nhà khoa học á, ổng phá cái phi thuyền cho tụi này nó nổ chết hết. Còn không thì cho tụi nó bay đi, nói chung là đường nào thì cũng vậy thôi. Có điều là cho tụi nó nổ chết hết á thì cái ông nhà khoa học này sẽ cảm thấy vui trong bụng. Tại vì á là ổng tưởng á là tụi nó sẽ cho ổng đi theo, ai ngờ do cái phóng xạ nặng quá. Thành ra là nó đi thôi, nó không cho ông này đi. Thành ra cũng là vì muốn tốt cho cái ông nhà khoa học đó thôi, nhưng mà ổng sẽ cảm thấy không vui. Còn nếu mà được là đổi lại á thì cái ông nhà khoa học á, ổng sẽ giết được tụi nó thì ổng cảm thấy rất là vui, nhưng mà tụi những người tốt này sẽ chết. Nói chung là mình giúp ai thì cũng sẽ có người không vui các bạn. Nhưng mà tự nhiên mình thì bữa nay mình lại có hứng muốn chọc kẹp bánh xe các bạn. Như là mình với mấy con go này thì cũng không có thù oán gì, nhưng mà có một điều là tự nhiên mình làm người tốt riết mình chán các bạn, đúng không? Thành ra là bữa nay mình muốn làm người xấu một tí cho nó vui nhà vui cửa. À bên này rồi cái cửa đây. Đây xuống dưới đây nó có đường lên đây nè. Cái đó là cái súng dụng cụ thôi. Đây đồ nhiều lắm mà hết chỗ rồi, lấy lại đi nặng nữa thì mệt. Cũng may 250 rồi mà còn thiếu các bạn ơi, mới hỏi các bạn chứ mà không nâng là làm sao cho đủ. Đây như cái đường lên nằm bên này. Cái phòng này là có phóng xạ. Hình như cũng có diệm này, chỗ này là chỗ chế đồ thôi. Cái này là tháo đạn ra để chế đạn mà mình có gì đâu chế. Như là cái chế trong cái game For Now này nó chưa bao giờ đơn giản cả. Thành ra mình cũng chả ham. Với lại mình cũng có thiếu thốn gì đâu mà phải chế đồ mua đầy ra đó, chế làm gì cho mất công. Nè cầu thang lên nè, giờ mới mở được. Ở đây vô đây nói chuyện với thằng này một chút. Đây. Rồi ok ông bạn. Rồi cái cuộc phiêu lưu vĩ đại là như thế nào. Rồi ok tôi hiểu, tôi nói chuyện với ông bạn ông lần này không biết là lần thứ mấy rồi. Rồi ok, về cái ông nhà khoa học thì sao?
Rồi, nói chung là ổng bị bỏ lại. Rồi xong. Giờ mình sẽ nói chuyện với ông này. Đây thuyết phục ổng này nè. Đó mình dịp mình khích ổng. Rồi đây. Đi kiếm đồ cho ông này. Chúng ta có thể đi bằng rất nhiều đường ha. Rồi giờ là coi như xong. Giờ chúng ta sẽ bay đến cái điểm này để mà đi lấy đồ cho nó. Đi gặp cái bà sửa chữa. Đây là cái người sửa chữa thứ hai nè. Rồi đây. Cái bà sugar bomb đó thì từ từ. Rồi ok. Bà này cũng là người bán đồ nha các bạn. Rồi đi thôi đi thôi. Có cây này trong tay nhưng mà cây này nó xài cái AP hơi hao, cho nên là bạn nào mà thích xài cây này thì phải có nâng cái AP với nâng cái súng nhiều. Nói chung là không có gì hết trơn á. Chẳng qua là do là nó xài cái AP nhiều quá thôi, cho nên nó là mỗi lần gì nhiều khi bắn được có một phát. Nâng cái lũ nó xài không gì, nó bắn cái là hết cái AP luôn á. Như cái lũ thì nó xài chỉ 60% thôi. Nếu mà không nâng. Tôi có các bạn nâng cái AP, nâng cái chia thì không nói làm gì. Tại lúc đó là các bạn có cả đống rồi. Rồi đi gặp cái bà kia mua đồ đó. Bữa nay mình làm xong nhiệm vụ này luôn đi là nghỉ cũng được, không sao cả. Tại nó cũng như là chạy lên quanh lấy đồ thôi, chứ cũng không có phải đi chiến đấu cực nhọc gì. Mà có chiến đấu thì mình cần mừng thôi, cày level. Đây. Bữa sáng thì bà này mới ngồi ở ngoài, còn không tối mới vô nhà. Ở nhà này nuôi chó nhưng mà mấy con chó thấy mình vô nó không làm gì hết mấy con. Rồi đây. Cháu chào bà. Hi there. Rồi đây. Thuyết phục để bán với giá rẻ hơn. Rồi đây. Pleasure. Ok, cảm ơn. Có cái module rồi. Rồi ok, chúng ta nâng cái khoa học lên tiếp nè, khoa học mình hơi kém. Rồi khoa học ít nhất phải 50 mới nói chuyện được. Rồi phóng về đây. Rồi thằng kia nó sẽ đi kêu mình lấy hai món lận, mà mỗi lần nó được lấy một món thôi. Nó không cho mình nhận hai nhiệm vụ cùng lúc các bạn. Cái súng mình thì chưa ngon bằng súng của ông Bon. Rồi đây của ông đây. Have you found the components we discussed? I still need the. Rồi. Bây giờ ông cần gì nữa? À, phải tìm cái nhiên liệu tên lửa đúng không? Rồi đây. Về nó yêu cầu đi kiếm thêm cái khác cho nó. Nó không chịu kiếm cho mình, nó chỉ luôn lần đi kiếm xong về gom về cho nó dễ. Rồi đây muốn tuốt đây, chạy muốn tuốt ở đây nè. Ra đây thì có nhiều mấy con gecko á. Ở đó mình chả sợ mấy con gecko bây giờ với mình không có tuổi. Ngay cả gecko mà đời cuối của mấy con gecko phun lửa thì cũng không có tuổi với mình. Đang cầm cái 308 đây nghe ngán đứa nào. Cái cây này đã xuyên giáp nha.
Có điều là nó chơi chứ dù là cấp máy hay gì thì chúng ta cũng sẽ ngán mấy con Deathclaw. Nhưng mà Deathclaw thì nó cũng không phải là nhiều lắm. Còn nếu mà thế giới chỗ nào cũng có Deathclaw thì chúng ta đâu có sống sót được tới giờ, đúng không các bạn? Đi buổi tối thì cũng hơi sợ, mà có thằng Bon này đi theo thì cũng không lo lắm. Con kia nó nâng cho mình khả năng dùng shotgun với lại cái kỹ năng nó đánh trận chiến bằng dao, cái đó không cần. Cái con cowboy á, con cá xuống. Còn đi với thằng Bon này thì ngon rồi. Nhưng mà có điều thằng này thì nó lại chỉ theo NKR thôi. Thành ra đôi khi cũng hơi dở cho mình muốn theo phe khác thì không được. À, rồi làm gì còn, nó chết đó là chắc. Đây. Mấy thằng cái cô nè. Hello, mô tô. Ừ, sao cay kém quá. Trời, chưa kịp bắn nữa là nó xử rồi. Đây, đỉnh, trời ơi, lại nữa rồi. À đây, bộ đồ phi hành gia. Bỏ bộ đồ vô kháng được 30% phóng xạ. Nhưng mà 30% thì ít quá. Đây, cầm đồ giùm xíu không bạn? Fine by me. Cầm dùng cái 10 ly này phát. Cái này nặng nè. Rồi, ok. À mà khoan, thằng này nó cho mình cái nón mà mình đội lên chơi xíu. Đây, nhìn cái đội cái nón. Cái nón này thì cộng có một thủ cũng không quan trọng lắm. Cái này nó cộng một độ chính xác giống vậy mà nó tặng thêm 5 khả năng ra chí mạng nữa, cũng ngon. Đội này ra nón, ra dáng cô lính chứ đồ đâu. Rồi chúng ta gọi là bộ đội cái đấy. Rồi vô sửa mấy cái cô này cày cấp nào. Đây, bắn được con phát. Buồn đời. Chà. Ai da. Ghê ta. Thử nó Bon. Chờ mình bắn nhầm bằng Bon mới cò khổ chứ. Chà. Ghê. Chà, thằng Bon gục rồi. Nó đông quá các bạn, ra lên đạm không kịp. Rồi khoan, nếu đã vậy thì rút Tiểu Liên ra chơi. Chà, nhiều pha xử lý hơi ẩu rồi. Bây giờ nếu nó vậy mình đâu có rút cái cây gun ra đi. Vô bị áp sát kiểu này phải sạch gun. Kinh đấy. Rồi ông nội mày quê rồi. Chấp nhận cho nó cào mấy phát vậy. Ê, nguy hiểm. Còn cái này chắc ăn. Nước luôn. Nước Coca-Cola nữa. Ha ha ha. Đừng tưởng ăn anh mà dễ. Còn nữa hả? Rồi nhào vô, chạy lon ta lon ton thấy chú em. Ăn anh mà dễ à. Rồi cái này là giết mấy con mutant nha các bạn, mấy con đột biến. Nó tính cũng được lên đồ đấy. Thằng Bon đâu rồi? À đây, nó ngồi vậy rồi. Phải giết xong nó mới ngồi vậy được nữa. Lại bị nặng. Thiệt, khả năng mang vác kém quá. Rồi ông bạn, cầm giúp tôi cây này thì có nặng nhiêu đâu. Cái này cũng được nè. Đây mấy cái này nặng nè. Tóc này cũng nặng. Cái này 7kg thì cũng nặng đấy. Trời đất, lụm cái này nào vậy? Thảo nào nói, ủa sao nãy giờ nặng dữ. Hành trang mình tự nhiên lụm cái cây này làm gì cái baton này nữa. Đây, hai này quăng xuống. Rồi coi trong này có còn con nào nữa không. Nó đông, hơi đông ấy. Mình không nghĩ nó đông vậy. Không sao, nó đông vậy mình đi luyện công tốt hơn. Mấy con này nó hay cho tới mấy cái chỗ gần nguồn nước. Và khoan để lưu game cái. Còn con nào nữa không ta? Trời. Chung là đi về cũng hơi liều á chứ đùa đâu. À có thùng đồ hả? Nó để quái mạnh vậy chắc trong này cũng phải có tí đồ nào đó chứ.
Hôm qua đi thám hiểm xíu các bạn. Vụ về trả lúc nào cũng được. Đi thám hiểm cứ coi đây có cái gì. Mình đang chỗ nào rồi, đi mất công đi xa nhiệm vụ quá thì cũng không ổn. À, đi xa đường chính là dễ có quái mạnh lắm. Mình đang chưa biết là mình đang đi mò chỗ nào đây. Chẳng qua kiếm chỗ để mà hồi mình phát travel nếu mà cần đi xuống chỗ này thôi. Mà mình nhớ như mấy khúc này nó cũng không có cần đi trong nhiệm vụ chính lắm. Thôi kệ cứ đi mất mát gì đâu. À mấy thằng Lê Dương kìa hay. Rồi Lê Dương kìa, bắn đi ông. Xử nó. Đúng rồi. Đây, mấy súng mình hơi bèo ra, giờ lấy cây này ra mà tương. Ấy trời ơi, bắn đạn đi thấp quá. Đây. Cái gì vậy? Thiệt đôi khi cái for now này nó lỗi cái rất bực mình nha. Ăn quả đạn lụ này. Cái gì vậy? Ồ nó bắn xuyên giáp kinh quá. Chà kinh địch rồi. Rồi thôi cũng không sao các bạn. Ít nhất là chúng ta biết là chúng ta chưa chơi được cái quân chính quy của tụi Lê Dương. Đó Lê Dương chính quy nó kinh vậy đó. Rồi ok. Chơi lại nãy chưa tính. Thử đạn thường không được, chơi đạn lắp ma thử coi có ngon không. Lẽ nguyên một cái khúc vậy mà không có cái gì chỗ nào cho mình fast travel sao. Đây thua khúc nãy không phục các bạn. Đi Bon. Biết có tụi Lê Dương ở đây rồi thì phải chiến chứ. Đây nó kìa. Bắn đi tôi chạy. Rút kinh nghiệm rồi. Để đồng đội nó chiến. Trời đất có bọc cạp luôn. Xui vậy. Rồi chiến đi. Rồi để nó đứng xa xa ra đã. Rồi 10% cũng phải bắn. Đứng gần quá không được. Trời đất thằng Bon gục rồi. Bon gục là mình chết. Tại mấy anh này nó đang cầm súng xuyên giáp kinh lắm. Khoan khoan ăn cái đồ chiên chữa bệnh vô đã. Đây. Giờ là phải xài Steam Bug chứ không có xài mấy cái kia được. Mấy thằng này nó đang cầm súng xuyên giáp các bạn thấy không. Chứ không thì mình cũng chả sợ nó. Nó bắn mình vô cái đầu nữa nè thảo nào. Cây Hindrai của mình đâu. Rồi đây. Nó đang cầm búa nó phang luôn á. Cái súng này bắn không có. À tùy vị trí bắn trúng nữa hả. Đây nó cầm cái 44 nó bắn mà thảo nào. Nó chơi 44 mà chơi lại nó có cái búa này nè. Cái búa này mắc lắm luôn á mà giờ sức đâu mà giác về. À nó còn chơi đạn laser với mình nữa. Trận này quýnh căng quá. Rồi mình có cái chiêu hát stack của thằng bạn rồi. Nó có giáp bắn không lủng cái cây chứ nó cứ đứng nó núp ở đó. Còn mình thì đang bị nặng mình không có làm cái gì được. Mình lại không có cái xài cái này thử coi. Uống vô đi. Ăn một cái trái này vô cho nó đỡ nặng nào. Chà dùng một steam bát cái. Ê trời lỡ tay rồi cũng không sao chấp nhận. Hạt nó vẫn thấy.
rớt súng nha, bắn vô tay cho nó rớt súng. Rồi có mánh chơi hết, đụng mấy thằng này là phải quất cho nó rớt súng ở đâu mới nói chuyện tiếp được. Cái 10 ly của mình rồi, chứ mà đưa thằng kia nó cầm rồi mà 10 ly mình cũng chả còn mấy viên. Thực gen thì không được, phóng lụ vậy có tư phóng lụ thôi. Đây mình tàng hình ra tỷ lệ trúng của nó sẽ thấp. Lúc này là chơi phải chơi Steam Bug mới được. Đây 4 thằng giật được một cây này nữa khá ngon. Thôi chắc là hết rồi đó, vậy là thằng Bo nó bắn được 2 thằng. Thấy không bạn? Cầm giúp giùm tí đồ cái. Cây 44 nè, cầm giùm. Nhưng mà tại do cái khoảng cách với là mình chưa nâng đồ nữa. Đồ chính xác kém quá, mình không có nâng cái súng mà mình nâng cái kỹ năng quan sát không. Đây hai cây hunting rifle nè, cầm giùm cái. Đây, một thằng Lê Dương ở đây. Machete. Vậy chắc chắn phải còn thằng này nữa, 4 thằng lận. Bắn cho vui thôi. Đi luyện công một tí. Rồi, mừng quá. Uống tí nước giải khát nào. Cầm giùm thêm tí đồ đi ông bạn. Fine by me. Thiệt. À nàng đóng súng đây. Rồi vậy được rồi. Lại bị nặng thiệt khổ. Cầm giùm xíu ông bạn ơi. Mình loot nhiều quá rồi. Nó mới bị như vậy. Rồi, ok. Nãy nghĩ toàn kiếm mấy cái nặng nặng đưa không. Rồi xong. Ok. Bay về đây đưa đã. Bữa nay phải thấy cái cảnh tên lửa rớt xuống mới vui. Rồi. Xong. Rồi. À lấy được cái cây này rồi. Lát nữa về bán thì chắc được tiền lắm. Hay là cầm cái này nha. Nãy quên loot của bò cạp nữa mà thôi, bò cạp thì cũng lắm lấy được có mỗi cái miếng độc của nó. Bán cũng không được nhiều tiền. Rồi đây ông bạn. Have you found the component? I'll mix the sugar, but... Đây you... Tìm được đồ cho ông rồi, đây sugar bomb đây. Yeah. Rồi. Ok. The rockets are ready, Jason. Ready to carry you and your little clan on a great journey. Và bắt đầu nghe tụi này nó tuyên bố lý do là đủ thứ. Rồi. Nhiệm vụ của mình là lên trên kia gạt cái cầu dao bật cái công tắc thôi. Như là mình sẽ được hưởng cái vinh quang đó và mình sẽ được nhìn thấy tên lửa bay lên. Như là đưa nó đưa mấy thằng này đi tới hành tinh khác. Hoặc là mình sẽ được nhìn thấy mấy thằng này nó nổ một cái bùm và không bao giờ xuất hiện nữa. If not for the intercession of two human friends, one you, the other a long bắt mình chạy một đoạn khá xa. Mà đáng các bạn. Mấy cái chỗ này nó không có cho fast travel để cho bắt chúng ta phải đi. Cái lúc nào mà cũng có fast travel thì nó khá là phiền. Chris, we owe more than thanks. Chris, chúng là nó làm mất cái không gian rộng của game á các bạn thấy không? Thật ra nó là game nhà làm game ta làm vậy cũng đúng thôi. Rồi xong.
thích tuyên bố gì thì cứ tuyên bố, mấy chú sắp vòng tới nơi rồi. Nói chung là công nhận mình phải chơi cái pha chọc kẹp bánh xe này cũng ác thiệt. Cái ông đó cũng là người ở Novak thôi các bạn. Bây giờ mình xong thì nói chung là dù ổng sống trong cái sự tức tối gì bị bỏ rơi hay là ổng cảm thấy thoải mái sau khi mà cho tụi kia nổ cái bùm thì cũng ổng cũng về Novak ổng ở à. Để kệ đó, cho ổng sống một cách thoải mái đi. Còn mấy thằng này thì cho nó đi phiêu lưu cũng được. Nhưng mà là phiêu lưu ở thế giới bên kia chứ không phải là đi, mà chưa chắc gì nó bay đi là nó bay được. Đây nè. Rồi. Hả? Rồi xong. Chuẩn bị nhìn. Ui, chuẩn bị bay. Bay. Rồi bấm. Ôi trời ơi. Ây da, thiệt là đà, thiệt là đẹp quá đi á mà. Rồi dân ở Novak nó thích mình rồi. Lại làm thêm được một cái nhiệm vụ nữa. Rồi vâng, đó, đến và bay với tôi đấy. Cho bay luôn. Rồi xong. Khoa học lên tí. Rồi nâng cái repair lát nữa làm vô cái chỗ kia làm nhiệm vụ nó cần cái sửa chữa. Rồi, giờ cái này. Có khá nhiều thứ cho mình lấy. Cái này cũng rất cần nè, nó giúp mình loot được nhiều đồ hơn. Cái commando này cũng rất cần. Nói chung hầu giờ cái nào ở đây nó cũng cần, cho nó ra là cái nào cũng cần. Cái này lên đạn cho lẹ cũng cần, nãy đôi lúc mình thấy mình lên đạn hơi chậm. Rồi lần này lấy cái này đi. Không có cái lên đạn này nhanh thì là chết đấy. Rồi cái này không cần nữa rồi. Rồi ok, chúng ta ra khỏi đây thôi ông bạn. Pha chọc gậy bánh xe này là hơi bị đỉnh luôn. Rồi cầm cái súng tiêu chuẩn này đi cũng khá là ngon. Hình như là tụi kia là hết go, tại có gì nó tập trung lại hết rồi. Giờ mình chỉ việc là rời khỏi đây thôi. Còn nếu mà có đụng con go nào nữa thì cũng sao, bắn luôn kiếm thêm tí kinh nghiệm, mất mát gì đâu. Đường bị chặn hả? Trời, chặn tiếp, đi ẩu thôi. Nhảy qua được không? À, lại bẻ khóa. À. Vô đây, à đây có cái hộp này ngon. Lại kiếm được tí đồ đem về bán cho trai. Không, mấy món đó có chút giá trị so với mấy cái món mình bỏ các bạn. Rồi đây, đi đường khác có cái gì đâu. Thiếu gì đường. À đây, đường ra ngoài cổng bên hông nè. Rồi, ok. Xong. Nhưng mà khoan đã, mình sẽ bay về để coi. Có cái cam ở đây mà mình chưa cần. Mình nghĩ là mình sẽ bay về cái thị trấn nơi mình lại đồ cái đã. Đơn giản là để bán đồ mà, chứ giờ nhiều đồ quá rồi. Ấy. À, nó bị chậm thôi. Trời đất, bao nhiêu ngày rồi mấy cái xác này không có người dọn luôn, tội ghê. Prim is a new sheriff. À này, nó nói là cái thị trấn Prim gần đây là có sheriff mới rồi. Có một bon đâu. Ở à, đây cho tôi xin lại mớ đồ không ơi. Đây, kỳ này là phát tài luôn rồi. Toàn đồ mắc tiền thôi. Biết thằng này nó có đủ tiền mua hay không nữa đây. Cái này bộ đồ nó thôi lấy tội nghiệp quá. Rồi. Ok ông bà. Looking to buy some supplies? Đây. Nó còn được nhiêu đây? Mình nghĩ là mình mua đồ của nó trước đi tội nghiệp. Ủa mà nó hồi đồ lại chưa trời. Ở Bobby Bean là hay. Cái này đồ nhiễm xạ mình không mua.
Ủa, giống như nó chưa hồi đồ lại sao ấy, toàn mấy cái mình bán cho nó trước đây thì phải. Có cái Steam Bug nào không? Dạ không có rồi. Chà hơi dở. Rồi thôi, cho ông bạn xin coi như là qué ở đây mua mấy cái nhíp thôi. Giờ nặng quá rồi, trời ơi trời. Mừng hơi vội. Đây cầm giùm. Lại phải chuyển đồ lại nữa. Cây này nó nặng bà cố luôn nè. Đây súng tiểu liên đây. Dao. Thiệt buồn. Còn cái gì để đưa nữa không ta? Tại mình lụm đồ da chai nhiều quá. Thấy cái gì cũng muốn, không muốn bỏ hết. Đây cây này nữa nè. Đây cầm giùm, cầm giùm. Rồi xong. Ủa, coi như mình lấy mất cái nón của thằng này hay sao ấy. Fine by me. Ủa, hãy đưa lại nó cái nón chứ vậy. Rồi thôi mình đổi cái nón của mình đi. Nãy giờ lấy cái mất cái nón của nó tội nghiệp. Ủa có đâu. Nó ngay đây à, mình bốc nhầm thôi. Rồi đây. Hai đứa mình đổi nón giống nhau đúng kiểu đồng đội. Có điều là hai thằng cầm xuống khác nha. Hai đứa cầm xuống khác nhau. Rồi mình tới Prim nào, hy vọng là ông này ổng hồi rồi. Lại mất một thời gian nó mới hồi các bạn. Nó không có nó hồi liên tục cho mình qua mỗi ngày chứ nãy giờ là nhiều ngày đã qua lắm rồi đấy. Mấy cái này đọc thông tin khá hay, nhiều lúc nó ra nhiệm vụ. Dù phải lúc nào cũng ra, không biết con này sửa được chưa. À sửa được rồi, hay quá, hồi nãy mình nâng cái repair luôn. Không nhớ là nâng cái repair để làm gì mà giờ nhớ rồi, nâng là để có con này luôn. À, có thêm một người đồng đội nữa rồi, hai đứa này nó hỗ trợ quả lực là khỏi chê. Nó cho con này nó cũng cho mình thêm một cái bát, cái bát nữa. Con này nó làm cái gì? À nó chế đồ được. Nó chuyển đổi đồ từ rồi hành đồ kia được luôn. Rồi xong. Ngon rồi. Ông bạn có hồi đồ này chưa? Tôi tới đây tôi trao đổi tí. Nào ông này ông sẽ nói nữa không? But of the martial variety. NCR orders us. Đó là nó có luật pháp có đồ rồi nè, nhưng mà nó thuế cao rồi, nó đòi hỏi nghĩa vụ người dân rồi đủ thứ. Đó bây giờ ông nói là bán đồ cho mình là nó thêm cái thuế nữa nè. Ông này hình như cũng chưa hồi rồi. Đây đạn 9 ly nè. Nhưng mà giờ đi mua phải mua đồ trước rồi mới dám bán đồ. Mà cái gì mình cần thì mình đã mua hết rồi. Giờ không có chỗ bán luôn, khổ quá. Mà mấy cái chỗ mà bán được đồ thì nó chưa xuất hiện. Mấy cái shop này còn lại nó chưa xuất hiện. Ông này còn tí đồ để bán cho ổng coi. Đây, thôi bán được cái gì thì bán cái đó. Đây cũng bán được mới đấy chứ. Đạn năng lượng nữa nè. Đây hốt được tí tiền lẻ của ổng mình cũng mừng. Rồi bán được thêm trái lựu đạn. Rồi xong. Cảm ơn. Nhẹ gánh được một chút.
Ủa con Bon đâu rồi? À đây. Ủa con nó đâu? Hãy đi với tôi. Đây hai đứa mình cùng đi đó, phải vậy chứ. Rồi hy vọng là dưới này nó hồi. Đó à, giờ chuẩn lính rồi đấy. Nhưng mà có điều là chưa có bộ đồng phục thôi. Coi cái nó này nhìn vô nó cái đẳng cấp nó khác hẳn luôn. Nói chung là chúng ta còn phải ghé chỗ này khá là nhiều các bạn. Chỗ này chỗ sửa đồ mà. Bà kia bà cũng sửa, bà sửa không má, bà sửa tới 85 mà bà. Chỗ này nó sửa là hoàn chỉnh luôn. I wish I had a first recon guy looking after. Background? Có gì bán cho em không? Chết một, chỗ này nó cũng chưa hồi. Cái này khổ mình rồi. Tại vì những cái mình cần mua là mình mua hết rồi. Đây nó đâu còn cái gì cho mình mua nữa đâu. À đây có nước nè, hay. Nhưng mà nước không thì cũng không ý nghĩa gì. Cái này là thuốc giải độc nè mà thôi mình không cần. Đây lũ đạn đây. Rồi thôi ok, chấp nhận luôn. Rồi pét hết tiền chỗ này. Đồ thì giờ chắc chưa sửa được rồi. Thật ra ghé qua sửa được bộ đồ mình lại thôi chứ không nó hư dọc đường nữa, không có đồ thay tội nghiệp các bạn. Ây da. Cái này cẩn thận quá. Như là để sửa con robot này cần ở kỹ năng khoa học lẫn kỹ năng sửa chữa nha. Chứ không phải chỉ cần 1 cần 2 thôi đâu. Rồi sửa đồ tí. Cây tiểu liên 9 ly của mình nè, à. Cây này nè. Shotgun. Chết bộ đồ mình nó cần hớt. À không sao, bộ đồ mình nó sửa dễ. Ủa mình cái nón cao bò hồi nãy mình giục đâu rồi ta? Ok đi đổi nón này luôn. Rồi giờ chỉ có đụng mấy cái thằng thương nhân ven đường rồi hỏi xin nó sửa chữa. Hỏi xin nó thôi. Thật ra đi lên khúc này là có shop nữa này mà cũng còn lâu lắm. Giờ mình phóng về cái quan bà này, hình như bà còn bán khá nhiều đồ. Phải để coi có bán được cái gì cho bà này không. Cái game này nó nặng đô chỗ này là nhiều lúc có đồ nó không có chỗ để bán. Đây để coi bà ấy có gì cho mình mua cái đã. Bà này tại vì à Steam Bug nè hay. Mà cũng có nhiêu đây thôi. Đây bán 7 trái lựu đạn. Rồi, bà này nhiều tiền nè. Bà này không có đồ cho mình nhưng mà bà có nhiều. Đây cháu tới cháu bán cho bà rất nhiều đồ ăn đây. Da nữa nè, bà mai lấy đồ mặc. Cái kèn harmonica đây. Đấy. Cực người. À, đúng là cái thời buổi khó khăn, thuốc lá nữa nè, bà hút cho bổ phổi. Đấy, cái này để dành mốt cờ. Đây, tiền của tụi Lê Dương. Đây, cái này cũng bán luôn. Đây. Cây này gần hư rồi, giữ cũng không làm được gì. Rồi đây. Rồi ok chấp nhận luôn. Giờ đang túng tiền rồi thì bán chịu tí cũng được. Dạ vậy nếu mà xét về ông này chắc cũng chưa có gì quá. Rồi mình lại mình nói chuyện với thằng Vegas cái nữa là xong. Biết nó có đang đứng trên này không ta? Nó như buổi tối là thằng Bon, buổi sáng là thằng Vegas thì phải.
I don't know if you know, but it'll open. À, ông này ông cho mình luôn cái sure kia. Ông này cũng chưa. Mấy cái này mình không cần không? Cái katana mà có nâng lên thì cũng đâu có ngon. Giờ các bạn mình có thể bán đồ cho ông này để mình mua cái katana hoặc là mua cái cây này khá ngon mà tiền đâu mà mua. Ông bán cây này mắc quá. Mới vô mà đưa nở lòng nào đưa cái cây đó. Này chắc chưa rồi. Như đây là gần như là không có gì luôn. Rồi phải đi kiếm cái shop khác rồi các bạn. Chứ giờ shop này tắt nắng rồi. Đang shop gen này mấy cái gì mình có thể mua là ổng hết cái rồi để bán rồi. Come back. Ổng đưa mình cái chìa này hả ta? Ủa đâu có đâu. Đưa mình cái gì á? Ta cũng không cần quan tâm. Đây, hello Vegas. Đây tôi dọn nó xong rồi đó. Unbelievable. Đây. Rồi ok. Cái thông tin về người đàn ông tôi là thằng đó tên là Benny các bạn. Rồi bây giờ mình biết nó ở đâu rồi. Rồi thấy biết nó đi đâu không? Rồi cái bờ thành phố đó ở đâu? Rồi ok. Đó là như tôi biết. Rồi xong vậy giờ chúng ta về ha. Rồi bây giờ mình thành idol ở Novak luôn rồi. Vâng. Chúng ta trở thành idol ở hai chỗ rồi các bạn. Rồi ok, vậy là giờ chúng ta nổi tiếng thì chắc cũng ngang vừa hồng vừa đen rồi đó. Mà nói chung là chắc cái băng chúng ta là cái băng vừa hàng vừa đông quá, toàn lút đi lút thôi. Rồi ok, video đến đây cũng dài rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ video của mình á. Mình là Lâm Bách Hợp. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye.